Xin chào tất cả các anh chị, các bạn đã quay trở lại với vlog tiếp theo của kênh Badu Official. Có một vài bạn và anh chị hỏi mình là về cái máy in phun, lựa chọn máy in phun như thế nào và cách bảo dưỡng đầu phun như thế nào là cho hợp lý. Thì có thể là mình cũng đã từng làm những video về bảo dưỡng đầu phun rồi, cũng máy in phun thì cũng đã chắc cũng có khoảng 2-3 video gì đó về nói về vấn đề kinh nghiệm sử dụng máy in phun. Tuy nhiên là các anh chị có thể là chưa có theo dõi được video đó, nên hôm nay mình sẽ tiếp tục làm cái video này để mình nói rõ hơn về một số cái để cho các anh chị hiểu hơn. Thứ nhất, mình muốn nói với các anh chị như thế này, tức là máy in phun thì nay trên thị trường á, thì nó có hai dòng. Dòng là nó có nhiều thương hiệu nha, nó có nhiều thương hiệu như Epson, Canon, nhưng mà mình hồi đó giờ mà mình chỉ sử dụng là Epson thôi, nên mình chỉ chia sẻ các bạn về dòng Epson. Thứ nhất là dòng Epson nó cho cái bản in nó rất là khá đẹp. Thứ hai là dòng máy in phun thì nó có những cái dạng như là khổ A4 và khổ A3. Thì khổ A4 thông thường những lúc trước á, mình hay sử dụng là T50, T60 và nâng cấp là L800. L800 là bữa nay mình thấy trên thị trường nó hay là đề bán những cái dòng như là 805. Và đối với cái dòng máy A3 là có 1390, 1430W và 1430 nâng cấp lên L800 hoặc là những dòng cao cấp hơn. Thì những dòng cao cấp hơn thì nó số tiền nó cao hơn. Do đó là các bạn, nếu mà các bạn đầu tư thì các bạn mới sử dụng thì các bạn đừng nên đầu tư những dòng đắt tiền lắm. Tại vì khi mà mình chưa biết sử dụng máy, mình chưa thành thục máy mà mình mua những cái dòng máy đắt tiền quá thì nó không có đáp ứng được. Cũng thì bây giờ nếu mà với số tiền đó mình bỏ tiền ra thì mình nên mua máy A3 thôi. Mua máy A3 mà sử dụng ở chất lượng nó tương đối là khá rồi và đẹp. Là những dòng in phun lại rất là đẹp. Thì đối với máy in phun thì các bạn nên hiểu nè, những cái dòng máy hiện tại bây giờ thì mình không biết là họ còn sử dụng chip mực hay không, nhưng mà lúc trước thì nó lại có hai dạng. Một dạng máy in phun sử dụng chip mực ha, một dạng máy in phun sử dụng chip mực. Thì chập nữa mình sẽ cho các bạn thấy là cái con chip mực là như thế nào. Có thể là nhiều anh chị chưa có hiểu là cái con chip mực nó gắn ở đâu nữa ha. Thì đối với những dòng chip mực là nó có một cái nhược điểm là khi các bạn in, ví dụ như các bạn in 100 tờ ha, ví dụ là in 50 tờ đi, thì quý vị trong quá trình các bạn chạy ví dụ 10 tờ cái nó hết mực thì các bạn phải tắt cái lệnh in nó, rồi sau đó các bạn phải tới mở máy lên và các bạn bấm vào cái nút chip mực á, nhấn vào khoảng 3-4 lần gì đó, rồi sau đó các bạn bật máy mở máy thì lúc đó mực nó mới đưa lại vào trong đầu phun và chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục lên phun. Tức là đó là cái dòng mà sử dụng chip mực. Còn đối với những cái men nó cao cấp hơn thì nó không sử dụng chip mực và nó sử dụng cái phần mềm mà nó sẽ tự động đưa mực vào đầu phun, tức là các bạn sẽ không có thấy bao giờ nó báo hết mực. Chỉ trường hợp là khi các bạn thấy trong quá trình in, các bạn sẽ thấy cái bản in nó bị xước hoặc là màu nó không đúng thì các bạn test lại thì có thể là do nó bị đứt mực, tức là trong khoảng tất cả các 6 màu thì có những một màu nó sẽ mất hoặc là những màu nó sẽ không có đều màu. Ví dụ như cái đường test của nó sẽ bị đứt lúc có lúc không thì gọi là đứt mực. Thì đó là về dòng máy in phun ha. Thì các bạn, mình khuyên các bạn nên khi sử dụng là sử dụng những cái dòng mà nó đang thịnh hành và dạng là nó sử dụng cái chức năng mà tự động đưa mực vào đầu phun. Và các bạn nên hỏi thêm cho mình là cái phần mềm reset khi bộ đếm, ví dụ trong cái máy in phun, ví dụ nha, mình ví dụ nó sẽ xử lý khoảng 1000 bản in, thì khi cái máy nó sẽ đọc, các bạn in qua một tờ nó sẽ đọc một tờ và đến khi 1000 là nó hết cái số lần đọc đó và nó sẽ báo là gọi là tràn bộ đếm. Thì khi đó các bạn phải sử dụng một cái phần mềm hoặc là cái phần mềm reset free hay là phần mềm reset có bản quyền gì đó, thì các bạn reset thì trong nơi mà người ta bán, ta sẽ có hướng dẫn cho các anh chị. Thì các anh chị nên hiểu là cái phần mềm reset đó thì các anh chị nên hỏi chỗ mua là nó là phần mềm reset miễn phí hay là phải có tiền. Tại vì các bạn biết là 1430 này nè, lúc trước mình mua mình không có tìm hiểu kỹ, thì khi mà mua về xong đến khi mà nó bị tràn bộ đếm thì mình mới lên mạng mình đào cái phần mềm tràn bộ đếm về mình xóa, thì nó lại không, nó báo nó không xóa xóa được. Và khi mình điện vào mình hỏi thì nó kêu cần phải thêm một cái phần mềm reset nữa và phải mua hết 500.000. Thì có thể là những cái dòng này hiện tại bây giờ nó đã chắc là nó sẽ không còn bản quyền nữa đâu, nên các bạn nên khi mà mua các bạn nên hỏi thật là kỹ ha. Cái đó là hai cái vấn đề về máy. Các bạn nên suy nghĩ kỹ mà mình nghĩ là lựa chọn A3 là tốt nhất cho tất cả các bạn, kể cả các bạn mới mở tiệm. Rồi về mực thì mực, đối với mực của dòng máy in phun thì nó có rất là nhiều dạng, hầu như bữa nay nó tới 3-4 dạng gì đó.
dạng thứ nhất đó là dạng mực nước hay là gọi mực đai, dạng mực nước gọi là mực đai. Thứ hai tức là những cái dòng khác nước, tức là dòng bitumen UV, tức là những cái dòng khác nước. Còn đối với những cái dòng mà ultra, tức là những dòng cao cấp hơn, hoặc là những cái dòng đó là sử dụng cho có thể là in được trên rửa được phim lụa, hoặc là những cái dòng cao cấp hơn, mực in chuyển nhiệt, tức là mực đó dùng để in qua một cái tờ giấy để mình chuyển nhiệt vào trong cái sản phẩm, thường thường là sản phẩm gọi là quà lưu niệm, thì chủ yếu ví dụ như chuyển lên áo, trên ly, trên đồ đó, đó là những cái dòng mực. Thì đối với những cái dòng mà mình hay sử dụng để mình in cho khách hàng ở đây thì mình sử dụng dòng mực kháng nước, dòng bitumen cỡ bitumen UV, tức là mình hay sử dụng dòng này. Thì đối với những cái tiệm như mình thì mình khuyến các bạn nên sử dụng hai dòng này là đã ổn rồi. Tại vì lúc trước mình cũng đã sử dụng mực nước, khi mà các bạn biết là khi mực nước mà chúng ta sử dụng mà in cho khách hàng thì cái bản in á, mới đầu có thể là các bạn thấy nó rất là đẹp, tại vì cái mực nước khi mà mới đầu ra cái độ bóng nó rất là đẹp. Nhưng mà khi mà các bạn để khoảng một thời gian thì nếu mà càng tiếp xúc với ở nhiệt độ cao, ví dụ như ánh sáng hoặc là treo những cái tranh ảnh ở gần ánh sáng đó, thì nó có thể sẽ dễ bị bay màu. Kể cả các bạn mới đầu có thể là các bạn chưa hiểu là các bạn sử dụng mực nước để in giấy khen, xe khen cho một số đơn vị, tuy nhiên các bạn sẽ thấy là sau một thời gian những cái tờ giấy khen đó nó sẽ bay màu hết. Thì giấy khen thì bắt buộc phải làm cho nó lâu dài một chút. Thì mình nghĩ là các bạn hiện tại bây giờ các bạn đang phân vân giữa mực bitumen và mực nước, thì các bạn đang nói là mực bitumen xài nó đặc hơn và nó sẽ gây tổn hại đầu phun nhiều hơn, còn mực nước thì nó lỏng rồi nó ít hư đầu phun hơn. Cái đó là một cái quan niệm sai lầm. Theo mình đã sử dụng hai loại mực rồi. Lần đầu tiên mình đã sử dụng mực nước, tuy nhiên các bạn thấy là những cái hiệu quả mà mực nước đem lại hầu như nó không cao cho các dịch vụ của mình. Do đó là mình đã chuyển qua mực bitumen, và hầu như là mình chỉ xài mực nước trong vòng có 2 năm đầu thôi, hai năm đầu. Và sau đó là mình đã chuyển qua dùng bitumen từ đó đến bây giờ, trừ khi sau này mình sử dụng cái con Inlaye 830DN thì mình không sử dụng mực, không có dùng dòng infun nữa mà mình chỉ để vậy thôi. Thứ nhất, khi mà các bạn sử dụng máy in nhiều, tức là cái đầu phun của bạn hoạt động nhiều, thì khi đó là cái mực thừa, cái mực thải nó sẽ bám nhiều trên đầu phun, hoặc là cái bám nhiều trên dao gạt, thì trong quá trình in nhiều thì nó sẽ tạo ra một cái lớp gọi là lớp bùn. Mình giống như mình ví dụ như là một cái bùn, gọi là một cái bợn mực vậy đấy. Thì khi mà các bạn in nhiều thì chắc chắn nó sẽ gây hiện tượng đó. Khi mà các bạn để mà các bạn không biết cách xử lý đầu phun, không biết cách căm rửa đầu phun, thì nó sẽ từ cái lớp bùn đó nó sẽ khô lại và nó sẽ bít đầu phun. Thì đó là điều đương nhiên, kể cả mực nào mình thấy cũng vậy hết. Mình không có riêng mực bitumen UV nó sẽ hay đầu phun đâu. Do đó là khi mà các bạn in thì các bạn nên chú ý là coi số lượng công việc của mình như thế nào, số lượng công việc nhiều hay ít, một ngày đó máy in nhiều hay ít, và mình sẽ đưa ra được là mình có nên xử lý cái đầu phun hay không, xử lý ngâm rửa đầu phun hay không. Cái đó mình sẽ nói về, cái đó là cái phần mực nha. Mực thì mực in phun thì đa số nếu mà các bạn mà ở xa, nếu mà ở xa những cái chỗ mà người ta bán mực thì các bạn có thể mua khoảng một lần khoảng hai bộ. Nếu các bạn mua ở những chỗ mà các bạn đang ở gần cái chỗ bán mực thì các bạn mua được một bộ thôi. Tại vì các bạn biết sao, đối với những cái dòng mà bitumen hoặc bitumen UV thì cái chất lượng của mực nó sẽ đặc hơn, tại nó có tính năng kháng nước, nó sẽ đặc hơn và nó sẽ tạo cho mình in được rất là nhiều dịch vụ mà mình không có sợ gì hết. Thì để lâu ngày thì nó sẽ có tác dụng là nó có giống như là nó dạng mà kết tủa. Nếu các bạn mà giống như là các bạn mà sử dụng lâu á, ví dụ như mình nước uống đi, các bạn để lâu sẽ có một lớp cặn, thì mực nó cũng vậy, nó sẽ có lâu lớp các cặn. Do đó là khi các bạn mua mực thì các bạn đừng nó mua nhiều quá các bạn trữ, nhất là khi mà nó ở cái tiệm các bạn ở cái nhiệt độ mà nó cao, nó sẽ gây ảnh hưởng mực rất là nhiều. Do đó là các bạn nên mua vừa phải đủ xài rồi sau ta mua đặt tiếp, đừng có buồn. Và trong khi mà lúc mà khi thay mực, các bạn nên lắc kỹ mực để cho cái mực nó đều. Đó về phần mực. Rồi tiếp theo là các tín hiệu đèn ha. Các tín hiệu đèn thì các bạn có thể lên mạng các bạn tìm hiểu thêm nha. Tại vì ví dụ như là nó có là trên đó nó có tất cả cái biểu tượng, bây giờ cái biểu tượng của hình giọt nước nè, cái biểu tượng của giấy, thì hai cái đèn đó nó báo. Ví dụ như hình giọt nước ở trên cái nắp máy này nè, nó có hình giọt nước, nếu mà hình giọt nước nó báo đèn đỏ thì đó là báo hiệu của cái sự hết mực. Còn nếu mà nó báo ở cái đèn giấy và cái đèn giống như là nó có một cái thùng rác á, gọi là
là thứ nhất là nó bị kẹt giấy, cái đó là nó báo hiệu kẹt giấy. Còn đối với đèn mà nó đỏ nó nhảy liên tục giữa hai bên giấy và nước, kể cả những cái dòng 1430 hoặc là T50 kia, thì cái đó là sử dụng là nó báo về cái tràn bộ đếm của cái máy, do đó chúng ta sử dụng reset máy lại. Rồi cái tiếp theo đó là khi mà sử dụng cái đặt bình mực thì đối với bình mực á, thì các bạn nên đặt ngang với bình mực thải này. Đây nè, các bạn thấy trên bàn mình là lúc nào cũng để đặt ngang mực thải. Thứ nhất là tránh khi mà trong quá trình mà các bạn, nếu mà các bạn ngâm rửa đồ phun, thì nó sẽ không có tình trạng mà nó hút từ mực, nó hút cái hết những cái bình mực này đổ qua mực thải. Do đó là khi nó cũng chỉ ở mức độ vừa phải thôi, bằng, thì nó sẽ không có gây ra tình trạng đó nha. Rồi cái đó là mực. Rồi bây giờ các loại giấy in, thì đối với những cái dòng máy in phun thì nó đáp ứng được cho tất cả các bạn, in từ giấy mỏng nhất đến giấy dày nhất, kể cả là ví dụ như giấy Cushy 300, giấy hình ảnh 300, thì các bạn thấy là đó là những hai dòng giấy dày mà mình hay sử dụng. Có thể là những nhà máy in offset thì họ sử dụng dòng cao hơn thì mình nói, nhưng mà đối với những cái tiệm photo in ấn dịch vụ nhỏ như mình vậy thì mình sử dụng cao nhất là tới định lượng 300 là hết rồi. Thì do đó là cái máy in phun, những cái máy in phun này nó đáp ứng được cho các bạn sử dụng in được trên giấy 300, giấy hình ảnh, giấy Cushy. Từ cái giấy, ví dụ cái giấy định lượng khoảng 70 đến giấy 300, và tất cả các loại giấy. Đối với và các bạn sử dụng mực Bitmain kháng nước nha, Bitmain UV hoặc là Bitmain UV. Còn đối với những cái dòng mà in phun máy sử dụng mực nước thì có thể là các bạn sẽ không có in được trên giấy Cushy, hoặc là một số cái giấy nào mà nó không có bám mực tốt thì các bạn sẽ không sử dụng được. Rồi đây trở lại câu hỏi chính của tất cả các bạn, các anh chị nè. Thứ nhất là khi nào nên bảo dưỡng đồ phun cho nó hợp lý. Thì các bạn biết là khi trong quá trình mình làm trong một ngày, có thể là nguyên cái ngày đó mình không in được một tờ nào, và có thể là trong cái ngày thứ hai mình có thể mình in 100 tờ, 200 tờ, 300 tờ. Có thể một ngày nào đó mình chỉ in 3-4 tờ thôi. Thì đối với những dòng máy in phun mà nếu mà tốt nhất á, thì một ngày phải in được khoảng 1 tờ, 2 tờ thì nó tạo sẽ cho cái sự thông thoáng cái đồ phun nó tốt hơn. Còn nếu mà ví dụ như các bạn không in một ngày, hai ngày cũng chả sao, tại vì khi đó các bạn biết là giữa cái phần tiếp xúc giữa cái két mực với cái đồ phun sao ở với chỗ để nghỉ, ở với chỗ để chế độ nha, ở với chế độ nghỉ thì nó vẫn có cái sự tiếp xúc, nó vẫn có cái sự tiếp xúc và nó tạo cho cái đầu phun có một cái độ ẩm nhất định để bảo vệ cái đầu phun. Kể cả nhà sản xuất người ta cũng đã tính toán tới cái mức đó rồi. Thì đối với ở khi mà các bạn tắt máy nhưng mà điện nó vẫn cắm vào máy nha, các bạn chứ rút điện ra là cái máy nó hoàn toàn nó không có điện. Tại vì khi các bạn tắt máy nhưng mà ở trong cái khi mà các bạn có cắm, vẫn còn cắm dây điện thì trong cái bộ phận main nó vẫn có một cái bộ phận hoạt động, và có một cái đèn hoạt động để cho nó vẫn có xử lý khi tắt máy sao ha. Thì do đó nó vẫn có một trạo chế độ mà cái độ ẩm ha, độ ẩm bảo vệ đầu phun. Khi mà các bạn để máy quá lâu, ví dụ như một tuần hoặc là trên một tuần, thì khi các bạn sử dụng, các bạn nên test thử máy, coi thử là máy nó có đều mực hay không. Nếu không đều mực thì do mình để lâu ngày quá thì có thể nó gây ra cái hiện tượng là tắc mực hoặc là mực không đều, do đó các bạn sẽ ngâm đầu phun. Rồi cái thứ hai nữa, nếu các bạn trong ngày đó mà các bạn in với số lượng quá nhiều, thì các bạn nên khi chiều khi mà các bạn đóng tiệm nghỉ thì các bạn bắt đầu tiến hành ngâm đầu phun. Tại vì mục đích đơn chi để là trong khi mà in nhiều thì cái mực thừa thải nó nhiều, nó sẽ bám, có thể là bám, nó dính trên đầu phun nhiều, hoặc là nó dính trong những cái két mực hoặc là cái gì đó. Kể cả khi mà mực mà cái két mực nó không thông thì cái mực khi mà các bạn thải ra nó cũng bị ảnh hưởng nữa, khi bạn in nó bị ảnh hưởng nữa. Do đó là khi các bạn phải ngâm để cho nó xử lý, nó tan rã bớt những cái phần bợn trong máy đi, để cho cái đầu phun nó thông thoáng. Cái đó là khi các bạn in một ngày, các bạn in số lượng nhiều thì các bạn nên tính toán kỹ thuật làm sao. Hoặc là nếu ví dụ như trong cái một tuần các bạn in cứ đều cứ ngày 50 tờ rồi 30-40 tờ, 20 tờ gì đó, thì các bạn cuối tuần có thể là chiều thứ sáu thì các bạn tiến hành các bạn ngâm rửa đồ phun. Thì cái thời gian ngâm rửa đồ phun tốt nhất là vào buổi chiều, vào chiều tối khi các bạn đóng cửa, thì các bạn nên dùng cái xi lanh
các bạn đưa cái đầu phun vào và các bạn bơm mực vào, bơm cái nước cái đút rửa vào đầu phun này, rồi các bạn đẩy cái đầu phun qua thì chập nữa mình sẽ làm cho các bạn thấy ha, để cho nó có tiếp xúc. Còn đối với về cái nước ngâm rửa đầu phun này thì nó cũng có hai dạng, một dạng là dành cho những cái máy mà sử dụng mực nước và một dạng là sử dụng cho mực bitumen. Thì nếu mà các bạn đang sử dụng mực bitumen thì các bạn nói ngay chỗ mà người ta bán á, là nói là bán cho mình một cái lọ nước ngâm đầu phun mực bitumen thì người ta sẽ bán thôi. Ở đây là mình sử dụng cái nước ngâm rửa của thằng Xích Bảo Tính nè, thì mình mua của Xích Bảo Tính hết, mực này cũng Xích Bảo Tính hết thì mình ngâm rửa của nó thôi. Thì mình khuyên các bạn là nên chỗ nào bán thì các bạn, công ty nào bán thì các bạn nên mua chỗ công ty đó, tại vì có thể là họ sẽ biết được là cái nước ngâm rửa đầu phun này, cái loại pha của hóa chất của họ là cần bao nhiêu để cho nó đủ để nó tan ra ha, nó tan cái đầu phun, nó tan cái những cái mực bán cái đầu phun ha. Thì mình nghĩ là các bạn nên chọn những cái nơi mà người ta mua máy ở đâu thì các bạn nên tìm hiểu kỹ thuật về nơi đó, mình nghĩ là tốt hơn. Còn đây mình sử dụng toàn bộ của Xích Bảo Tính hết, nên là mình mua của nước Bảo Tính thì nó có hai dạng, một dạng ngâm đầu phun của mực nước và dạng ngâm đầu phun của mực bitumen. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mình sẽ làm cái thao tác để mà ngâm rửa đầu phun cho các bạn, để các bạn mới, các anh chị mới là có thể biết được nha. Rồi để mà ngâm đầu phun thì các bạn mở máy ra vậy đúng không? Đối với những cái dòng mà 1430WDN này, W này, khi mà các bạn mở máy lên á thì nó, khi mình những cái dùng sử dụng con nút này để đưa cái đầu phun ra, nó sẽ không đưa đầu phun ra, các bạn sẽ thấy đầu phun đưa ra nè. Thì các bạn tới đây, ví dụ các bạn rút điện ra, là khi cái đó cái đầu phun nó đã nằm ra tới đây rồi đúng không? Khi đó cái đầu phun nó đã nằm đây ra tới đây rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đẩy cái đầu phun nè, mình đẩy cái đầu phun ra giữa đây cho cái thao tác nó thoải mái nè. Đây các bạn đưa cái đầu phun ra tới đây rồi ha, các bạn đẩy ra rồi đúng không? Thì các bạn sẽ thấy trong phần này nè, phần này gọi là kết mực đây nè. Phần này nè, kết mực này nha các bạn nha, kết mực. Thì khi mà các bạn ngâm á, thì các bạn sử dụng cái nước, cái chai xi lanh này, các bạn bơm vào. Các bạn bơm vào á, thì cái thao tác của các bạn bơm là các bạn nhỏ từ từ như thế này nè. Các bạn nhỏ từ từ, đến khi nào mà các bạn sẽ thấy là cái nước trong đầu phun nó vừa tràn đều trên cái kết mực. Nó vừa tràn đều trên kết mực như thế này. Đó, nó vừa tràn đều kết mực. Các bạn sử dụng, các bạn ngâm một chút. Các bạn sử dụng cái bàn chải nè, chải mềm ha. Các bạn thò cái tay vào đây nè. Thò tay là các bạn chà hết mấy cái cạnh của bên này ha, chà hết mấy cái cạnh của trong kết mực. Rồi sau đó các bạn lấy cái giấy mềm á, các bạn chấm hút hết những cái mực, những cái nước mà lần đầu tiên mình đã bỏ vào ha, các bạn chấm hết. Rồi sau đó tiếp đến các bạn sẽ chăm tiếp lần thứ hai nữa cho nó vừa đầy cái kết mực. Rồi sau đó các bạn kéo cái đầu phun này nè, các bạn đẩy cái đầu phun qua, các bạn đẩy vào sát cùng luôn ha, sát cùng. Thì rồi các bạn đẩy nắp lại và sau đó các bạn để cho máy nó ngâm cho tới sáng ngày mai. Nếu các bạn chắc ăn hơn là các bạn rút cái điện, không có cắm dây điện lại ha, các bạn để vậy cho máy nó ngâm. Sau khi ngâm xong, nếu mà qua ngày mai các bạn ly lại, các bạn test mực, nếu mà mực nó vẫn không đều hoặc là nó cái lằn đứt của nó ấy, lằn đứt của nó quá nặng, thì các bạn nha, có thể là sử dụng thế này, các bạn gỡ đây là gọi là cái jumper mực đây nè, thì nó có 6 cái jumper mực thì nó gắn trực tiếp vào trong đầu phun, các bạn rút cái jumper mực qua. Thì không biết mấy những đơn vị khác như thế nào, đối với công ty Xích Bảo Tính thì nó có trang bị cho mình là đây là một số cái đầu hút đầu phun ha. Thì các bạn gắn vào trong cái serum này nè, và các bạn để vào ở đây, là khi các bạn rút cái jumper ra, các bạn sẽ thấy là nó có cái một miếng cái đầu nó nhô lên trong cái đầu phun á, là các bạn đấm cái này vào trong cái đầu phun như thế này ha, nó phun như thế này nè, đó, rồi cắm vào như thế này. Rồi sau đó các bạn hút nhẹ nhẹ lên ha, các bạn hút nhẹ nhẹ lên, hút nhẹ nhẹ, các bạn hút khoảng 90 lần gì đó. Hút đối với những cái cà má, ví dụ các bạn thấy ở màu xanh nó bị đứt bật nhiều thì các bạn nên hút đó. Đối với các bạn đã ngâm rửa rồi mà nó nặng thì các bạn nên hút hỗ trợ thêm. Có thể là đây là một cái xung tác động để có thể là hỗ trợ thêm những cái phần mà mực thừa hoặc là những cái phần mà bít đầu phun á, nó sẽ hút hoặc nó bay ra. Hoặc là hút xong rồi các bạn đẩy nhẹ hơi xuống nha,
các bạn không có làm thô bạo quá, nếu mà làm thô bạo có thể là gây ảnh hưởng tới cái phần thùng quét ngăn. Do đó là các bạn hết sức hút đều, hút từ từ đều lên, và sau đó họ hút đến 10 lần, 9-10 lần rồi đó. Rồi sau đó các bạn bơm không khí vào trong cái syringe này, rồi các bạn cắm vào, rồi các bạn đẩy nhẹ nó xuống và đẩy đều. Đó là cái cách mà gọi là hỗ trợ thêm cách thông đầu phun nha, vừa ngâm rửa đầu phun và cách thông đầu phun. Thì các bạn sẽ thấy là đây là cái đầu phun của cái máy 1430W nâng cấp lên L800, thì nó sẽ thông thường nó sẽ có con chip mực đây nè. Đây là cái những cái bộ phận mà để nó tiếp xúc với cái mực rin, tức là nó có những tép mực rin nè. Thì khi mà về mình cải tiến rồi in mực phun thì nó sẽ bỏ ra và nó không còn sử dụng nữa. Do đó các bạn sẽ thấy cái đầu phun này nó sẽ không có cái con chip mực à, nó không có con chip mực như thế này nha. Rồi đó là cái cách ngâm rửa và hỗ trợ thêm cách thông đầu phun. Rồi đây các bạn thấy ở đây là cái đầu phun của Epson T50. Thì đây các bạn thấy đấy nè, khi mà ở đối với dòng T50 thì khi mà các bạn hỗ trợ những nút mực thì nó có thể là đưa đầu phun ra tới đây nè. Còn máy các bạn có thể rút điện cũng được. Các bạn mở ra, mở trước ra thì các bạn sẽ thấy trên đây nè. Các bạn thấy đây nó có cái chip nè. À, nó khác cái đầu phun của bên kia. Thì đây cái đầu phun mình đang sử dụng con chip mực. Thì khi mà sử dụng chip mực thì nó có một cái là khi mà con chip mực này nó có vấn đề gì thì nó sẽ có tình trạng là nó, đây là con chip mực nè các bạn ha. Thì khi mà các bạn mà mực mà nó hết thì các bạn phải bấm cái nút này nè ha, bấm nút này 4-5 cái gì đó, rồi sau đó các bạn mới đưa cái đầu phun vào thì nó mới có tác dụng, nó nhận, nó đưa mực vào trong đầu phun. À, thì cái thao tác này đối với những cái khi mà mình đang sử dụng in số lượng nhiều mà dùng cái máy mà cái đầu phun chip mực này nó rất bất tiện và mất thời gian và hao tốn giấy rất là nhiều. Rồi vừa rồi đó là những cái kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ với tất cả các anh chị và các bạn. À, còn một câu hỏi nữa, có một bạn hỏi cho mình là khi mà mình sử dụng máy in phun, máy in laser màu rồi thì có cần sử dụng máy in phun nữa không? Thì mình nghĩ là nếu mà bạn đang cần in những cái ví dụ như những cái dịch vụ như là thẻ nhựa PVC thì các bạn nên cũng phải cần sử dụng máy in phun, tại vì máy in phun nó sẽ đáp ứng được in trên cái phần lớp nhựa của máy PVC, còn đối với máy in laser thì nó sẽ không có đáp ứng được. À, nó chỉ có cái máy in laser chỉ có một cái thôi, tức là khi mà in trên nhựa PVC thì nó in không được, còn tất cả những cái phần khác thì nó in xử lý tốt và nó nhanh cực kỳ, nó nhanh gấp mấy lần đối với máy in phun này. À, còn đối với máy in phun này thì nó vẫn xử lý tốt trên tất cả các công việc kia, nhưng mà cộng thêm là trên cái phần của thẻ nhựa PVC, tuy nhiên của tốc độ xử lý công việc rất là chậm. À, rất là chậm. Nếu các bạn đã có công việc mà nó ổn định rồi, cái lượng khách hàng nó đều và nó thường xuyên thì các bạn nên sử dụng con laser thì tốt nhất. Còn nếu mà các bạn đối với số lượng ít thì mới mở tiệm ra, thì nếu các bạn chưa mạnh dạn đầu tư về con laser thì các bạn cứ in bằng sử dụng máy in phun này cũng được. Thì chúng ta sẽ chấp nhận cái thời gian chúng ta sẽ xử lý nó lâu hơn một chút, nhưng mà giảm kinh phí cho mình, với lại mình làm thêm, mình học hỏi thêm cái kinh nghiệm, rồi từ từ mình nếu có kinh nghiệm, có kinh phí nhiều hơn thì mình đầu tư qua kia thì cũng không sao cả. Nói chung ở nào mình vẫn có được những cái ưu và cái nhược của nó hết, không có cái nào gọi là hoàn thiện. Nếu mà ở video này có những cái nào mà chưa thỏa mãn được những ý kiến của tất cả các anh chị các bạn thì các bạn có thể comment để phần dưới, ở phía dưới bình luận thì mình sẽ chia sẻ thêm, hoặc là mình sẽ học hỏi thêm, tìm hiểu thêm những kinh nghiệm của các anh trong nghề, rồi mình sẽ chia sẻ lại cho tất cả các bạn để các bạn cùng nhau chúng ta xử lý công việc cho nó tốt hơn trong cái ngành nghề dịch vụ của mình. Nếu các bạn nào, các anh chị nào mà có những cái biện pháp hay hơn về những cái cách xử lý máy in phun tốt hơn thì các anh chị cũng nên để lại những cái cách ở dưới phần bình luận để cho tất cả các anh chị các bạn có thể vào xem và học hỏi thêm những kinh nghiệm từ các anh chị và các bạn nhé. Rồi video của mình chia sẻ đến đây là kết thúc. Nếu các anh chị thấy hay thì các anh chị hãy share và đừng quên bấm like để ủng hộ tinh thần cho video này. Và nếu các bạn nào mới vừa ghé qua kênh Pado Official thì các bạn hãy cố gắng, hãy yêu thương kênh Pado Official và nhấn vào nút biểu tượng đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng quả chuông để khi mình đăng những video mới lên hoặc là những cái chia sẻ trong lĩnh vực photo in ấn thì các bạn có thể theo dõi được những video của mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật là hiệu quả và thật đắt khách, phát triển trên công việc của mình.